Rạng sáng ngày 29 tháng 5, tiền đạo Kylian Mbappé nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải League 1, xác định vẫn thi đấu cho PSG ở mùa giải tới và gửi lời cảm ơn Messi. Không có sự liên kết nào về tương lai của tôi. Tôi rất hạnh phúc tại PSG. Với sự lựa chọn của mình là một phần của dự án này, tôi sẽ ở lại PSG vào mùa giải tới. Tôi vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ và sẽ hoàn thành nó, Mbappé nói khi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải League 1. Mbappé giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải League 1 trước các đồng nghiệp Seco Fofana, Len, Jonathan David, Lille, Messi, PSG và Loa Openda, Len. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Messi, tới tất cả các cầu thủ PSG, nhân viên đội bóng, ban lãnh đạo, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mùa giải. Vô địch League 1 là một vinh dự rất lớn với chúng tôi, Mbappé nói thêm. Tiền đạo 24 tuổi người Pháp cũng dành những lời chia sẻ tới hoàn cảnh của người đồng đội. Thủ môn Sergio Rico vừa bị tai nạn nghiêm trọng, té ngã và bị ngựa đá, khiến đang nhập viện và trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những suy nghĩ của tôi lúc này đều hướng về Sergio Rico, mong anh ấy sớm bình phục, Mbappé chia sẻ. Mbappé ký hợp đồng gia hạn với PSG ở mùa bóng trước với thời hạn đến tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, gần đây báo chí Pháp tiết lộ ngôi sao này có ý định sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn ở năm cuối hợp đồng và sẽ tự do ra đi vào đầu năm 2024. Sự cam kết mới nhất của Mbappé qua phát biểu vừa được công bố có thể là sự phản ứng các tin đồn gần đây. Mặc dù vậy, lời hứa hẹn của Mbappé chỉ là việc khẳng định sẽ thi đấu tiếp ở mùa giải tới, nên vẫn chưa rõ ý định thật sự của ngôi sao này, tờ Marca đánh giá.